Bạn thân mến, Vương Nhất Bác có rất nhiều thành tích trong năm vừa qua. Điều đặc biệt nhất nằm ở 3 bộ phim điện ảnh của anh ấy. Trong năm vừa qua, Vương Nhất Bác có tới 3 bộ phim điện ảnh được ra mắt. Trong đó, cả 3 bộ phim của Nhất Bác đều nhận được những đánh giá cao đến từ các cơ quan truyền thông chính thống và khán giả. Mới đây, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Osaka đã đăng bài về bộ phim nhiệt liệt do Vương Nhất Bác diễn chính. Bộ phim được chiếu trong tuần phim Osaka thuộc Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Bài viết cho biết, bộ phim kể về những vũ công trẻ theo đuổi ước mơ của mình bằng niềm đam mê và sự chân thành. Đó là một câu chuyện cảm động về một vũ công trẻ nỗ lực kiếm sống trong khi làm việc chăm chỉ để thực hiện ước mơ của mình. Niềm vui của cuộc sống là có thể giữ vững ước mơ của mình bất chấp mọi khó khăn, ngay cả khi đối mặt với khó khăn. Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Osaka, Nhật Bản đã đích thân đăng tải và quảng bá và gửi lời nhắn ấm áp tới bộ phim điện ảnh của Vương Nhất Bác. Điều này thực sự tuyệt vời. Một cơ quan ngoại giao chính thống của chính phủ đã thể hiện sự quan tâm và tự hào với bộ phim điện ảnh do Vương Nhất Bác diễn chính. Không chỉ nhận được sự quan tâm từ đại sứ quán mà bộ phim còn nhận được các tin vui khác. Tất cả các buổi chiếu phim nhiệt liệt của Vương Nhất Bác tại tuần phim Tokyo và tuần phim Osaka tại Nhật Bản đều cháy vé. Nó chứng tỏ sự quan tâm của công chúng dành cho bộ phim là rất cao. Chúc mừng nam chính Vương Nhất Bác và đoàn phim nhiệt liệt đã được khán giả Nhật Bản đánh giá cao. Dạo gần đây, tin tức về lịch trình của Vương Nhất Bác khá ít. Tuy nhiên, vẫn có một số tin đồn xoay quanh lịch trình của anh chàng. Nghe nói vào ngày 25 tháng 10, Vương Nhất Bác sẽ đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để tham gia liên hoan sân khấu Ô Trấn. Vào ngày 2 tháng 11, anh sẽ tham gia show của Chanel tại Thâm Quyến. Ngoài ra vào ngày 3 tháng 11, anh sẽ tham dự lễ khen thưởng các đề cử giải Kim Kê Trung Quốc lần thứ 36 tổ chức tại Hạ Môn. Vào ngày 4 tháng 11, Vương Nhất Bác sẽ tham gia lễ trao giải thưởng Kim Kê. Có rất nhiều lịch trình đang chờ anh ấy. Chúng ta hãy cùng đợi sự xuất hiện của Vương Nhất Bác trong những ngày cuối tháng 10 và bước sang tháng 11 này nhé!